Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây vú bò nha. Vú bò form thiên nhiên, sống khỏe luôn. Cây này chung cốt luôn nha. Cây này chung cốt luôn. Cây này nó đang đậu trái luôn nè. Đợt này đậu có hai trái thôi. Trái trái nhỏ nha. Trái này trái ăn được nha, cây thiên nhiên trái ăn được. Rồi cây này có mã số là 221. Tổng hồi nó đây đo được là 50. Cây cao đến đầu thân chính ở đây nha là 54, cao lên đến ngọn luôn là 90, tán rộng nha. Tán rộng là 108. Bầu đất hiện tại là 38 nha, bầu đất hiện tại 38 nhân cho 30. 38 30. Rồi cây này nhà vườn giao lưu nhanh dọn vườn là 1 triệu bao ship nha mà. 1 triệu bao ship nha. Cây form thiên nhiên luôn. Một triệu bao ship nha mà. Cây này có cái chút lũa chỗ này cũng khá là duyên dáng này nha. Lũa thép nha, lũa chỗ này cũng khá là duyên này. Một triệu bao ship. Rồi nhà vừa xin qua cây này luôn.